Vâng, thưa vị, và buổi sáng ngày hôm nay Dũng trở lại nơi quán cơm chay Thiện Văn của anh Phúc ở tại nơi thị trấn Tri Tôn, thì cũng tình cờ gặp anh Phúc đang xuống một chuyến xe Bạc Hà Núi cũng rất là to. Không biết là hôm nay anh về bao nhiêu tấn đây, và đây là địa chỉ của anh ở tại nơi thị trấn Tri Tôn, ngang trạm xe Hoài Nghĩa, quý vị, ngang trạm xe Hoài Nghĩa nha. Có một cái bảng và bên trong hiện giờ thì các anh em đang xuống chiếc xe này, và quả xá ha, buổi sáng ngày hôm nay các anh em đang xuống một cái chuyến xe nghe đâu cũng 7-8 tấn à. Dạ, dạ, chào chú. Rồi, đây các anh em đang vận chuyển xuống nè. Đó, bà con mình thấy hôm nay củ rất là to ha. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong để gặp anh Phúc nha. Rồi, đây các anh em đang vận chuyển xuống từ từ xuống. Quán cơm chay anh Phúc bên đây sao không thấy thức ăn gì cho người ta? Hay là do làm đường? Thầy do làm đường bụi quá, xá bụi rồi. Anh Phúc ơi, anh Phúc rồi, anh Phúc ơi, bữa nay quán xá gì đâu cho ông chủ đâu cho này, bụi bặm không vậy? Dạ, yeah. Bữa nay không bán thì sao ta? Hello, chào em Hằng. Ừ, cho anh gắn cái bít cho nghe. Bữa nay sao quán xá gì hả? Không thấy bán đồ chay cho nghe Phúc rồi. Dạ là do là công trình đang thi công làm đường phía trước nên rồi. Là rất là bụi. Anh Phúc là phải nghỉ vài ngày, tạm nghỉ vài ngày để công trình thi công xong rồi anh mới bán lại được. Vậy hả? Dạ. Vậy là đang làm đường rồi thành ra quán chay của anh Phúc cũng tạm ngưng rồi gì? Ảnh đâu không thấy ảnh gì em? Dạ ảnh đang hiện tại là ảnh đang bán trái cây ngoài chợ anh để kiếm sống kiếm thu nhập thêm cho ảnh. Vậy hả? Dạ. Đi bán trái cây thêm. À, bữa nay mình nhập chiếc xe này về là khoảng mấy tấn vậy em? Dạ, chiếc xe này em đang về là 7 tấn 700 kg. 7 tấn 700 kg ha. Dạ. Dạ, quá xá ha. Củ to to không? Ừ. Ở đây thì quán chay anh Phúc đang chuyển Bạc Hà Núi về để chia sẻ lại cho bà con với một cái phương thức cũng rất là hữu nghị bà con. Coi như là mình để lại cho bà con 5 kg vậy là khoảng bao nhiêu? Dạ 5 kg bên em để là 150. Em bao ship luôn, shipper giao tận nhà, chỉ cần khách cho em số điện thoại, tên và địa chỉ nhà thôi là shipper giao tận nhà cho mọi người. À, vậy là 5 kg. Dạ. Là 150. Dạ. Mà bao ship luôn. Quá yên người ta. Giá cả cũng không nghĩ quá ha. Bao ship luôn 150 thôi. Là 5 kg là ở đâu mình cũng giao cho hả? Dạ đúng rồi anh. Ở đâu vậy hả? Cũng giao hết. À, số điện thoại của bên mình là số mấy vậy em hả? Của em là 0937 978690. Số thứ hai là 0327 797 907. Đó là hai số mà trực tiếp bên em nghe đó ha. Dạ đúng rồi. À, dạ, quá xá ha. Dạ, đúng rồi. Rồi. Rồi đây bà con mình thấy các anh em đang vận chuyển xuống nha. Dạ. Yeah. Củ rất là to nha bà con, rất là mới nha. Đây phía bên đây các anh em đang vận chuyển xuống. Hôm nay do hôm rày đường lộ làm cho nên là anh Phúc ảnh với vợ ảnh đi bán phụ vợ, chắc đi bán trái cây ngoài chợ nữa bà con, cho nên là giao lại cho em Hằng ở đây để coi. Rồi. Rồi. Tét ha, tét ha, thảy một bên. Rồi. Rồi ok, cái nào tét. Rồi những cái củ như thế này thì khi mà bà con chúng ta muốn bảo quản lâu đó thì mình về mình mở bọc ra. Mình mở bọc ra rồi là mình đừng có rửa nước nha bà con ha. Mình đem ra mình phơi nắng. Mình đem ra mình phơi nắng liền cho nó khô vỏ, cho nó săn chắc, cho nó khô ráo lại. Thì bà con mình chỉ cần để trong một cái rổ, để trong cái rổ cho nó thoáng khí mặt dưới nha. Thì nó sẽ giữ rất là lâu. Coi như chúng ta dùng tới đâu thì chúng ta phân khúc ra tới đó để mình xài thôi. Chứ mình đem về mình đừng có rửa nước nha bà con ha. Đừng có rửa nước hay hoặc là chà sạch vỏ gì hết á.
mình cái việc để y như vậy đi, mình cái việc để y như vậy, rồi là chúng ta đem ra phơi nắng cho nó ráo, cho nó săn chắc, rồi mình sử dụng tới đâu thì mình xài tới đó. Là chỉ cần để nơi thoáng mát bình thường thôi, chỉ cần để nơi thoáng mát, gió mát bình thường thôi thì chúng ta sẽ giữ lâu được, có thể là mười mấy 20 ngày là bình thường. Còn mà mình không biết, mình đem về mình rửa nước rồi mà để cho nó ẩm này kia đó là nó rất là mau luôn, nó rất là mau hư nha bà con. Tại vì cái củ này nó kỵ nước nha, nó kỵ nước, nó kỵ đồ ẩm, cho nên bà con mình tốt nhất là đem về là chúng ta đem đi phơi khô liền, đem đi phơi khô liền thì nó sẽ giữ lâu hơn nha bà con ha. Đem phơi khô nắng cho nó là nó sẽ săn chắc cái củ, và chỉ cần để nơi thoáng mát thôi. Đây là các anh em đang vận chuyển xuống trong buổi sáng ngày hôm nay. Nãy giờ thì em Hằng đã chia sẻ, cũng như là bà con nào có nhu cầu thì liên hệ với em Hằng nha, với bên anh Phúc.